từ đây lên đây là 926. Ok, cái cho này 3 inch 6 inch đó, để mình kẹp cái bạc bự trên cái vai này nè bạn. Cái con ốc này nè, giữ cái thằng này nó chặt nè các bạn. Mà nếu như cái con ốc này nè, nó chỉ sẽ giữ thêm một con ốc ở bên trong này nữa nè, thì cái con ốc bên trong á nó sẽ giữ cho cái thằng này cho nó chặt. Mà nếu mà cái con ốc đó mà các bạn nó không có giữ chặt á, thì cái này nó của mình nó xì vinh lên như vậy nè, thì khi mà mình kẹp á thì nó sẽ bị cắt, nó mất cái tâm, cắt ra cái con bạc nó không có chính xác đó. Thì khi mà các bạn nhìn thấy con ốc này nè, con ốc này nè là cái con ốc giữ cho cái con ốc ở trong nè đó. Thì cái con ốc ở trong này nè nó mới là giữ nguyên cái thằng này đó, thì cho thằng này nó không có rung á khi mà mình cắt, thì mình lưu ý cái chỗ đó. Thì đây là lần đầu tiên mình xử lý một cái chóp mà nó bự vậy các bạn. Thì các bạn nhìn nè ha. Đó, đối với con bạc bự này nè, cây rêu mình sẽ làm riêng ha, mình gắn ráng vô riêng, tại vì nó dài quá nè. Các bạn thấy cái tua nó dài quá, mà khi mà mình đổi tua á thì nó sẽ banh máy. Thì mình phải gắn cái rêu này riêng ra, tới cái đoạn mà cái rêu nó khoan á thì mình gắn cái rêu vô, chứ mình đừng có gắn vô máy. Nếu mà cái cục bạc bự với lại cái tầm cao vậy nè các bạn, mà các bạn gắn rêu dài vô như vậy nè, thì khi mà nó chuyển tua nó sẽ va đập vô cái cục bạc bự như vậy đó, thì nó sẽ hư máy. Thì đó là một cái điều mà mình không muốn gặp nó ha. Vừa gãy cái rêu, vừa gãy cái máy nữa, vừa hư máy nữa. Thì các bạn để ý ha. Thì tới cái đoạn mà có cái rêu á, mình sẽ nhìn rồ ram, thì cái rồ ram nó sẽ báo cho mình ok tới cái khúc rêu rồi đó, thì mình mới gắn rêu vô, chứ mình đừng có ghim vô máy liền ha. Thì mình chỉ ghim những cái dao mà nó nhỏ như vậy thôi nè, thì nên ghim. Còn đối với những cái cây dao dài như vậy nè, thì khi mà mình đổi tua là nó chạm vô cái con bạc của mình. Ok chưa? Đối với cái drill bự hồi nãy các bạn phải check coi cái load của mình, cái load của cái spindle của mình như thế nào để mà mình giảm cái fit rate xuống. Thì hồi nãy khi mà cái mũi drill của mình drill xuống thì cái mình nhìn thấy cái load của mình là khoảng 100%. Cái spindle thì mình phải giảm cái fit rate, giảm cái mũi dao lao xuống thì giảm xuống khoảng 50%, thì cái load của mình là khoảng 40-50%, thì cái đó ok đối với mình. Đừng có để bao giờ khi mà các bạn drill cái mũi drill mà nó đâm xuống á, thì nếu mà cái load của cái spindle mà nó 100% hoặc là hơn 100% á, là cái spindle của mình nó bị cản lên một lực á, thì nó sẽ làm cho cái dòng quay cái trục chính á, trục chính của mình nó sẽ bị hư và nó chịu không nổi. Nó tăng được hơn 200. Không có dám, họ phải lấy nước. Thank you.
4.2F 501 tấn. Cái step cái step đối với cục bự thôi đúng không? Bố quá trời.